cùng phòng tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 58. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 18 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp tiểu đoạn thứ 3. Là tự tha bất khả tư nghị. Đại sư Ngẫu Ích bảo với chúng ta rằng, hành nhân tính nguyện trì danh. Hành nhân tức là những người y giáo phụng hành. Họ đã đầy đủ lòng tin chân thật và nguyện thiết, nhất tâm trì danh, đã đầy đủ những điều kiện này. Toàn nhiếp Phật công đức, thành tựu công đức, tức là đem công đức của A Di Đà Phật chuyển biến thành công đức của mình. Cho nên học Phật, điều quan trọng nhất là biết chuyển cảnh giới, đem cảnh giới bất thiện chuyển biến thành cảnh giới thiện. Từ chỗ nào bắt đầu chuyển? Là từ khởi tâm động niệm của mình mà chuyển. Khi ý niệm vừa khởi lên, cái ý niệm này là bất thiện, thì lập tức phải biết ngay. Biết ngay tức là trong Phật môn gọi là giác ngộ. Trong những buổi giảng, chúng tôi thường nói giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Niệm niệm phải giác, ý niệm vừa khởi lên thì lập tức phát giác được. Nếu ý niệm này bất thiện, bất chánh, bất tịnh, thì lập tức đem nó chuyển ngay, chuyển thành thuần tịnh, thuần chánh, thuần thiện. Phải chuyển được cho mau. Chuyển bằng cách nào? Dùng một câu A Di Đà Phật: thuần giác, thuần chánh, thuần tịnh. Tức là giác chánh tịnh, cứu cánh viên mãn. Ý niệm vừa khởi lên thì tuyệt đối không để cho nó xen tạp, không để cho bất giác, bất chánh xen tạp vào. Phải chuyển cho mau. Bạn phải biết chuyển, bạn phải chuyển ta bà thành cực lạc, chuyển phàm ngã, tức là cái ngã phàm phu, thành A-di-đà. Rất giống A-di-đà. Lúc tôi giảng kinh đã nói rất nhiều lần, nếu tự chúng ta có thể hoàn toàn thực hiện như trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói, đem bộ kinh này biến thành tư tưởng kiến giải ngôn hạnh của chính chúng ta, thì bạn không phải là A Di Đà Phật hay sao? Bạn không phải là A Di Đà Phật thì ai là A Di Đà Phật?
Đây gọi là chuyển phàm thành thánh. Bạn đã hoàn toàn tương ứng với tâm nguyện giải hạnh của A Di Đà Phật. Bạn không đến cực lạc thế giới thì ai đến cực lạc thế giới? Xin thưa thật với bạn, bạn ở nơi nào thì nơi đó là cực lạc thế giới. Gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Nếu tâm của bạn là tâm Phật thì cảnh giới của bạn đang ở không phải là cảnh Phật hay sao? Cho nên trong nội tâm của mình phải chuyển tạp nhiễm thành thanh tịnh. Chuyển tà tri tà kiến thành chánh tri chánh kiến. Chuyển mê hoặc điên đảo thành chánh giác. Không loạn. Người học Phật quý ở chỗ biết chuyển. Chư Phật Như Lai tự mình biết chuyển. Thành A-di-đà. Khiến cho mình cùng với A-di-đà Phật dung hợp thành một thể. Cùng với hư không pháp giới dung hợp thành một thể. Đó tức là đã chuyển được cứu cánh viên mãn. Thật là không thể nghĩ bàn. Hạ kinh nói, tức là một đoạn sau cùng trong kinh có nói: chư Phật bất khả tư nghị công đức, ngã bất khả tư nghị công đức. Trong kinh này nói rằng Xá Lợi Phất, như ngã kiềm giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng dịch xưng tán ngã bất khả tư nghị công đức. Đây là trong yếu giải trích dẫn đoạn kinh văn này. Tắc chư Phật Thích Ca, giai dĩ A Di Đà Phật vi tự giả. Tức là chư Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật đều lấy A Di Đà Phật làm chính mình. Chính mình là hóa thân của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là bản thân của ta. Ta là hóa thân của A Di Đà Phật. Hóa thân và bản thân là một không phải hai. Chư Phật Như Lai có thể chuyển biến thành cảnh giới này, chúng ta có thể chuyển được hay không? Chuyển được. Câu trả lời là khẳng định. Vấn đề là bạn có biết chuyển hay không? Bạn có chịu chuyển hay không? Bạn có bằng lòng chuyển hay không? Nếu bạn bằng lòng chịu chuyển thì làm gì mà không thể chuyển được? Chúng ta tu tịnh độ. Tu tịnh độ tức là học theo A Di Đà Phật. Chúng ta phải học cho giống. Học giống như A Di Đà Phật mới được.
Nếu học không giống thì không được. Phải hết lòng, phải nỗ lực. A-di-đà Phật, Đại Từ Đại Bi, 48 lời nguyện, mỗi lời nguyện đều là phải cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn khắp pháp giới hư không giới. Vả lại là bi tâm triệt để, giúp cho tất cả chúng sanh ngay trong đời này được thành tựu, tức là giúp cho họ được vãng sanh tịnh độ, viên thành Phật đạo. Không cần mất nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm tháng. Nếu dạy những pháp môn khác thì có lỗi với chúng sanh. Vì sao không dạy cho họ sớm được thành tựu, sớm mau thành tựu? Đức Thế Tôn đã nói rất nhiều pháp môn. Vì sao nói nhiều như thế? Bởi vì những chúng sanh đó không tiếp nhận pháp môn này. Bạn nên biết pháp môn này là pháp môn vô thượng viên đốn, không phải là pháp môn thông thường. Những chúng sanh nào không có căn tánh, không có thiện căn phước đức nhân duyên thì Phật không nói. Phật lúc nào cũng là ứng cơ thuyết pháp. Phật rất là từ bi, nhưng Ngài không miễn cưỡng ai cả. Dạy học mà miễn cưỡng thì không được. Nhất định phải đợi họ tự giác ngộ, họ tự muốn học, tức là cái duyên đã thành thục. Nếu tự họ không giác, tự mình vẫn chưa có ý niệm muốn học, tức là cái duyên chưa thành thục. Không thể không biết điều này. Cũng có nghĩa là sau khi chúng ta đọc xong thì nhất định phải học tập. Đại sư Ngẫu đã giúp cho chúng ta rất nhiều. Ngài vì chúng ta khai thị, chỉ dẫn cho chúng ta. Tiếp theo một đoạn sau thì chúng ta đi vào phần kinh văn. Lục phương hằng xa chư Phật, tán kinh khuyến tín. Cũng là rất tự nhiên, chia thành sáu đoạn. Trong sáu đoạn kinh văn này vô cùng rõ rệt. Mỗi một đoạn sơ lược nêu ra danh hiệu, lược cử danh hiệu, sở biểu tu nhân chứng quả chi sự, bất khả tư nghị giả. Tuy sơ lược nêu ra danh hiệu, nêu ra 5 vị hoặc 6 vị hoặc 7 vị hoặc 10 vị đều có ý nghĩa trong đó. Cũng không phải là tùy tiện nêu ra, nhưng danh hiệu là ý nghĩa của biểu pháp. Những bản chú giải thời xưa của Kinh Di Đà cũng không có nói tường tận, nhưng đích thật là có nghĩa thú của biểu pháp. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm thì đã hiểu rõ. Sau khi Đức Thế Tôn thị hiện thành đạo thì giảng Kinh Hoa Nghiêm, đầu tiên đã giảng bộ kinh này. Cho nên tất cả danh hiệu đều là biểu pháp. Hay nói cách khác, một đời của Ngài đã nói tất cả pháp suốt 49 năm,
Không có danh hiệu nào mà không biểu pháp cả. Chúng tôi đã đọc trong phẩm danh hiệu Kinh Hoa Nghiêm, không những danh hiệu của chư Phật Bồ Tát là biểu pháp, trong kinh còn nói danh hiệu của tất cả chúng sanh, danh hiệu của tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không giới cũng đều là biểu pháp, đều là danh hiệu của Phật. Đây mới thật sự là không thể nghĩ bàn, mới thật sự nói được cứu cánh viên mãn. Gọi là cửa Phật từ bi, không bỏ một pháp. Nếu chúng tôi không đọc phẩm danh hiệu, thì chúng tôi đối với câu nói này chỉ hiểu được mù mờ không rõ, không thể hiểu rõ ý nghĩa thật sự của nó. Trong bài kệ khai kinh có nói nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai không phải là chuyện dễ. Tiếp theo là chúng tôi chia thành mấy đoạn nhỏ. Tiểu đoạn thứ nhất là nói tổng quát. Phương Đông có hằng hà sa số chư Phật, Nam Phương, Tây Phương, Bắc Phương, Hạ Phương, Thượng Phương là sáu phương. Trong kinh nói các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngô, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Đoạn này là nói tổng quát của sáu phương chư Phật. Mỗi một đoạn, mỗi một phương, chúng ta biết mỗi một đại thiên thế giới có một vị Phật. Đây là tối thiểu. Cũng có một vị Phật giáo hóa cả hai đại thiên thế giới, hoặc ba đại thiên thế giới, thậm chí giáo hóa 10 đại thiên thế giới, hoặc 20 đại thiên thế giới, nhưng ít nhất là giáo hóa một đại thiên thế giới. Chư Phật nhiều như số các sông Hằng, không có cách nào tính đếm được. Vậy thì bạn biết được vô số thế giới cũng nhiều như số các trong sông Hằng. Cũng đếm không hết chư Phật Như Lai. Đông Nam Tây Bắc là theo ta bà thế giới của chúng ta mà nói. Ta bà thế giới của chúng ta có Đông Phương, Nam Phương, Tây Phương, Bắc Phương, Thượng Phương, Hạ Phương. Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế có nói thêm Đông Bắc Phương, Đông Nam Phương, Tây Nam Phương, Tây Bắc Phương là 10 phương. Ở phần trước đã có trình bày cho quý vị, Đại sư La Thập dịch Kinh Di Đà đã lược bỏ 10 phương, chỉ dịch 6 phương thì đủ rồi. Tất cả chư Phật, mỗi một vị Phật đều nói kinh này. Không có một vị Phật nào mà không nói kinh này. Cho nên bộ kinh này là pháp môn của tất cả chư Phật đều cùng hoằng dương. Không có vị Phật nào mà không khuyên người cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bạn hãy suy nghĩ đây là pháp môn gì? Thật là không thể nghĩ bàn. Quảng trường thiệt là lưỡi rộng dài, là một trong
32 tướng hảo của Phật. Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, một người trong ba đời mà không nói láo, phải tu ba đời, ba đời không nói lời vọng ngữ, khi thè lưỡi ra có thể chạm đến đầu mũi của mình. Phải tu ba đời không vọng ngữ. Cho nên tướng hảo là quả báo, cũng là có nhân. Nếu không có nhân thì bạn không bao giờ có cái tướng hảo này. Thì bạn không bao giờ có cái tướng hảo này. Thích Ca Mâu Ni Phật thè lưỡi ra có thể che hết cả khuôn mặt. Ngài dùng điều này để chứng minh lời của Ngài nói là thành thật. Tại vì sao? Vì ba đời không vọng ngữ, cái lưỡi mới có thể chạm đến đầu mũi. Còn cái lưỡi của Ngài thè ra có thể che khắp cả khuôn mặt, tức là bảo với mọi người rằng đời đời kiếp kiếp Ngài không nói lời vọng ngữ. Cho nên lời nói của Ngài được mọi người tin tưởng. Nay Đức Phật hiện ra tướng lưỡi rộng dài, không thể nghĩ bàn, che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Không phải là thè lưỡi ra che khắp cả khuôn mặt, mà lưỡi của Ngài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Đây là tánh đức thật là không thể nghĩ bàn. Câu thuyết thành thiệt ngôn là trước tiên phải đem chứng cớ thành thật. Bạn nói bạn thành thật, chứng cớ thành thật của bạn là gì? Là tướng lưỡi rộng dài. Có phải thật sự có cái tướng đó hay không? Thật sự có. Thân tướng đó là thân gì? Là báo thân Phật, là pháp thân Như Lai. Một tí cũng không giả, là pháp tánh thân, là trí huệ thân. Hiển hiện thần thông không thể nghĩ bàn. Sự thù thắng không gì sánh bằng, rất là hiếm có. Phật vì chúng ta nói lời thành thật. Lời thành thật là gì? Nhữ đẳng chúng sanh đường tính thị. Tức là khuyên nhủ tất cả mọi người hãy nên tin tưởng bộ kinh này. Kinh này là kinh gì? Là kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Đây chính là đề kinh của bổn kinh. Lúc Đại sư La Thập dịch kinh này không dùng tên chính của bổn kinh, Ngài dùng danh hiệu của Di Đà làm đề kinh. Cái dụng ý này rất sâu. Tại vì sao? Vì khi đọc đến đề kinh này thì bạn đã niệm một câu Phật hiệu. Kinh này dạy phương pháp tu hành là chấp trì danh hiệu. Nên Ngài dùng danh hiệu làm đề kinh. Cái dụng ý này rất là hay. Đó là huệ nhãn của tổ sư, là lòng từ bi của tổ sư.
Người khác nhìn thấy kinh điển này, đọc đến đề kinh này thì đã niệm một tiếng Phật hiệu. Cho nên tên chính của đề kinh này là Đức Thế Tôn đã nói và tất cả chư Phật đã nói, gọi là kinh sinh tán bất khả tư nghị công đức. Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Đề kinh thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta từ trên đề kinh mà nhìn, kinh này là công đức không thể nghĩ bàn. Là do ai nói? Là do tất cả chư Phật đều sinh tán, không những là Thích Ca Mâu Ni Phật, mà là tất cả chư Phật đều sinh tán. Được tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh này, hay nói cách khác, nếu quý vị thật sự phát tâm phát nguyện thâm nhập một môn, trường thời quân tu, thì quý vị được tất cả chư Phật đều xưng tán, được tất cả chư Phật đều hộ niệm cho quý vị. Đây là chúng ta đã nhìn thấy trong kinh này có được sự chứng minh. Đó là sự thật. Sáu phương Phật đều nói như thế. Cho nên vào thời đại Càn Long, đời nhà Thanh, Pháp sư Từ Vân Quán Đỉnh làm chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Có nói rằng tất cả chúng sanh nếu có nghiệp chướng sâu nặng, tất cả kinh luận sám pháp cũng không thể tiêu trừ được nghiệp chướng này. Tức là không có cách nào tiêu trừ được nghiệp chướng sâu nặng này. Sau cùng Ngài hãy còn nói có một phương pháp, đó là niệm A-di-đà Phật thì tiêu trừ được. Bạn có tin tưởng hay không? Bạn không tin, nhưng tôi tin. Lời của Tổ sư nói không sai. Vì sao nói niệm A Di Đà Phật thì tiêu trừ được nghiệp chướng? Vì những người niệm A Di Đà Phật sẽ được tất cả chư Phật đều hộ niệm, được tất cả chư Phật đều tán thán. Lẽ nào mà nghiệp chướng của họ không tiêu? Đó không phải là sức gia trì của một vị Phật, mà đích thật là sức của mười phương ba đời tất cả chư Phật gia trì cho bạn. Đọc bộ kinh này cũng là như vậy. Đọc bộ kinh này, niệm một câu A Di Đà Phật này thì tất cả chư Phật đều hộ niệm cho bạn. Bạn phải luôn luôn ghi nhớ. Ngày nay bạn niệm Phật mà không đạt được hiệu quả lớn là do nguyên nhân gì? Là bởi bạn không hiểu đạo lý này. Tuy bạn có niệm Phật, nhưng tâm của bạn không tương ứng với tất cả chư Phật.
Tất cả chư Phật có gia trì cho bạn, có hộ niệm cho bạn, xưng tán bạn, nhưng tự bạn không có cách nào tiếp nhận. Thì giống như tất cả chư Phật phát ra làn sóng điện vậy, cái máy tiếp nhận sóng của chúng ta đã hư, không nhận được. Đó là thật đấy. Vì sao không nhận được? Vì tâm của chúng ta không thanh tịnh, vì vọng tưởng tạp niệm quá nhiều. Cũng tức là chúng tôi thường nói tâm của bạn khác với tâm của A Di Đà Phật, nguyện cũng khác nhau. Lời nói và hành vi cũng khác nhau. Cho nên bạn không nhận được. Không phải Phật không hộ niệm cho bạn, không gia trì cho bạn. Phật rất là từ bi, bình đẳng mà gia trì hộ niệm. Có người thì tiếp nhận được, có người thì không tiếp nhận được. Có thể tiếp nhận được, tức là tâm nguyện giải hạnh của họ đồng với Phật. Người không tiếp nhận được là vì tâm nguyện giải hạnh của họ khác với Phật, cho nên họ không tiếp nhận được. Đó là đạo lý như vậy. Phương Đông nêu ra đức hiệu của năm vị Phật: Lược Cử Ngũ Phật Danh, biểu pháp môn tu học căn bản. Trong ngũ hành, Phương Đông thuộc về sanh. Dùng xuân hạ thu đông phối hợp với bốn phương, tức là xuân sanh hạ trưởng, thu thâu đông chứa. Cho nên Phương Đông là đại biểu cho căn bản tu học. Chúng ta muốn tu tịnh độ phải hội đủ những điều kiện. Căn bản của căn bản là lòng tin. Cho nên Phật tại trong Đại Kinh Đại Luận có nói: tính vi đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết trừ thiện căn. Lòng tin vô cùng quan trọng. Cho nên vị Phật đầu tiên là A Xuất Bệ Phật. A Xuất Bệ, nếu đem ý nghĩa của A Xuất Bệ dịch ra thì A Xuất Bệ dịch là bất động. Những người thường thường nghe kinh, đọc kinh đều biết chữ A trong Phạn ngữ dịch là vô. Bạn xem A Di Đà, A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng. Phật dịch là giác. Cho nên nếu dịch theo trên ý nghĩa thì A Di Đà Phật dịch là vô lượng giác. Phật cũng có nghĩa là trí, tức là vô lượng trí, vô lượng giác. Ở chỗ này chữ A dịch là vô. Xuất Bệ dịch là động, là vô động. Người Trung Quốc quen nói là bất động. Phật dịch là giác, gọi là bất động giác.
Kế tiếp là chúng ta phải chú tâm mà thể hội ý nghĩa của danh hiệu Phật. Bất vi bát phong sở động. Bát phong là pháp thế gian, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Tức là không bị cảnh giới gió làm lay động. Trong pháp thế gian, bạn không động tâm, sau đó trong Phật pháp cũng không động tâm, gọi là bất vi tha pháp môn sở động. Trong pháp thế gian và xuất thế gian đều không động, tâm không còn bị lay động nữa. Nhất tâm nhất ý. Chọn tu pháp môn này, suốt đời không còn thay đổi nữa. Ta chỉ học một pháp môn này đến cùng, học pháp môn này cho đến khi thành tựu viên mãn. Cho nên đây là căn bản của căn bản. Nếu khi bạn tiếp xúc thế pháp Phật pháp mà tâm vẫn còn bị lay động, đó thì là rất khó. Tự mình nhất định phải có cảnh giác cao độ. Trong thế pháp bị lay động thì bạn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Trong Phật pháp bị lay động thì bạn chắc chắn không thể thâm nhập một môn. Hay nói cách khác, trong thế pháp bị cảnh giới gió làm lay động, tâm của bạn bị lay động thì bạn vẫn tiếp tục chịu khổ trong lục đạo sanh tử luân hồi. Trong Phật pháp bạn bị những pháp môn khác làm lay động. Bất luận bạn tu học pháp môn nào, chắc chắn không thể đạt đến công phu thành phiến. Tự mình phải luôn suy nghĩ, phải thường phản tỉnh. Vì sao học Phật đã nhiều năm mà không thể thành tựu? Bởi vì căn bản của bạn đã bị lay động. Nói rõ điều gì? Là bạn không có lòng tin, bạn không có trí huệ, bạn không có định lực. Không có lòng tin nơi chính mình, không có lòng tin nơi pháp môn, không có lòng tin nơi thầy. Cho nên tâm của bạn là trôi nổi, sao động, thường thường bị lay động, thì bạn làm sao có được thành tựu? Bạn hãy xem, vị Phật thứ nhất đã đem tổng nguyên tắc, cái nguyên lý nguyên tắc của thiên chốt thành bại báo cho bạn biết. Tiếp theo là chúng tôi nêu ra thí dụ như Hoa Nghiêm Thiện Tài, Ngũ Thập Tam Tham, Tham Tham Luyến Đức, Lễ Từ Bất Vi Sở Động. Thiện Tài đồng tử trong hội Hoa Nghiêm đã nêu gương tu học cho chúng ta thấy. Ngài đã làm gương, tức là đối với mình phải có lòng tin, đối với thầy phải có lòng tin, đối với pháp môn phải có lòng tin. Tuyệt đối không bị ngoại cảnh làm lay động, nên Ngài đã thành công.
Ngài đi tham học 53 vị thiện tri thức. Sau khi tham học xong, luyến đức lễ từ, bất vi tha sở động, luyến đức là ưa thích pháp môn tu hành của vị thiện tri thức đó. Lễ từ là gì? Là ta không học pháp môn của các ngài, ta đối với những pháp môn của các ngài đã hoàn toàn hiểu rõ. Hiểu rõ là trí huệ, tức là hậu đắc trí, đã hiểu rõ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Lễ từ là gì? Lễ là cảm tạ các ngài, từ là không học theo các ngài. Ta vẫn là niệm Ma Di Đà Phật của ta, tuyệt đối không bị những pháp môn khác làm lay động. Khi tiếp xúc với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, không bị lay động mà như như bất động, đó là đã thành tựu niệm Phật Tam Muội. Khi tiếp xúc với tất cả pháp đều hiểu rõ là trí huệ viên mãn, không phải là không tiếp xúc. Nếu không tiếp xúc thì cái gì bạn cũng không biết, vì bạn chưa có trải qua khảo nghiệm. Tiếp xúc tức là thông qua khảo nghiệm. Tôi đã trình bày nhiều lần cho quý vị, 53 tham phỏng là tham học 53 vị thiện tri thức, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Từ sáng đến tối chúng ta đã tiếp xúc những gì đều gọi là 53 tham phỏng. Bạn phải biết học, học giống như ngài Thiện Tài đồng tử vậy. Nếu bạn không biết học thì bỏ lỡ cơ hội. Từ sáng đến tối chúng ta ở trong cảnh giới đã thấy được rất nhiều nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, người thiện kẻ ác, thuận cảnh nghịch cảnh đều tiếp xúc tất cả. Tâm của chúng ta là bị cảnh giới chuyển hay là cảnh giới bị ta chuyển? Công phu thì ở tại chỗ này, đức hạnh của Thiện Tài đồng tử. Là có thể chuyển được cảnh giới, không bị cảnh giới chuyển, cho nên ngài đã thành công. Một đời chứng được vô thượng bồ đề. Vì sao chúng ta hoàn toàn thất bại? Là vì chúng ta bị cảnh giới chuyển. Ở trong cảnh giới không thể thành tựu trí huệ. Thành tựu trí huệ là thông đạt, hiểu rõ. Thành tựu thiền định là như như bất động. Chúng ta không thể thành tựu điều này, cho nên hoàn toàn thất bại. Hiện tại đồng tử có thể thành tựu viên mãn, vì ngài hoàn toàn khác với chúng ta. Lục căn của ngài tiếp xúc cảnh giới lục trần là thành tựu trí huệ cứu cánh viên mãn, thiền định cứu cánh viên mãn. Pháp của ngài tu là niệm Phật Tam Muội, tức là trong kinh này gọi là nhất tâm bất loạn. Thiện tài đã chứng được lý nhất tâm bất loạn. Ở chỗ này đã, ở chỗ nào đã chứng được? Là ở ngay trong lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần chứng được. Chúng ta phải học, phải biết rõ. Ngài có thể luyến đức lễ từ, bất vi sở động, thành tựu tự tha công đức trang nghiêm, thị thử pháp môn tu học chi đại bạn giả. Đây là A Xuất Bệ Phật tỏ rõ ý nghĩa như vậy. Ở chỗ này danh hiệu của Phật là dạy cho chúng ta
chứ không phải chỉ niệm Phật danh hiệu mà thôi. Cái gì gọi là thành tựu tự tha công đức? Thành tựu cho mình tức là thành tựu cho người khác. Tự tha là một chẳng phải hai. Lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài, thành tựu công đức cho mình là gì? Đối với cảnh giới bên ngoài, rõ ràng minh bạch là thành tựu trí huệ của mình, tức là hậu đắc trí. Đây là công đức, không bị cảnh giới lay động là thành tựu tam muội của mình. Đây là công đức. Cho nên những người biết tu hành, trí huệ tam muội của họ càng ngày càng tăng trưởng. Không sanh phiền não. Lục căn của họ tiếp xúc cảnh giới lục trần, chỉ sanh trí huệ, chỉ sanh tam muội, tuyệt đối không sanh phiền não. Cho nên tôi thường nói, cuộc sống của người thật sự tu hành là sống theo như Phật Bồ Tát. Họ thật sự đã lìa khổ được vui, vui sướng không gì sánh bằng. Quốc sư Trung Phong nói được rất hay. Nơi này là cực lạc, cực lạc là nơi này. Tâm ta là Di Đà, Di Đà là tâm ta. Bạn hãy xem đây là cảnh giới gì. Hai câu này không phải là người tầm thường mà có thể nói ra được, nếu không phải là bậc đã giác ngộ thì không thể nói ra hai câu này. Còn nếu bạn có thể nói ra được, bạn cũng là bậc đã giác ngộ. Năm vị Phật ở phương Đông, trong năm vị có ba vị là mục tiêu của người học Phật chúng ta, trong tâm luôn luôn mong muốn. Chúng ta học Phật mong muốn cái gì? Là muốn thành Phật. Cái dáng của Phật như thế nào? Trong kinh thường nói pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Muốn thành Phật không có gì khác, vì muốn chứng được tam thân của mình. Gọi là huyên ngộ. Phật tại trong kinh thường dùng thí dụ núi Tu Di để tỏ rõ pháp thân, bày tỏ lý thể. Cho nên vị Phật thứ hai là Tu Di Tướng Phật. Tu Di Tướng tức nghĩa là tướng hảo quang minh, cửu giới chiêm ngưỡng là báo thân.
tưởng như nữ tu di, tức là trong kinh Đại Thừa thường nói Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo, gọi là báo thân Phật. Tiếp theo là Đại Tu Di Phật. Đại Tu Di Phật là Đại Pháp Lý Thể, Pháp Giới Độc Tôn, là Pháp Thân. Năng hiện năng biến, báo thân và ứng hóa thân, là sở hiện sở biến. Còn Đại Pháp là chúng ta thường nói hư không Pháp giới, cõi nước chúng sanh. Trong tất cả Pháp là bao gồm cả hư không. Nếu quý vị có đọc qua Bách Pháp Minh Môn Luận của Pháp Tướng Tông thì quý vị hiểu rõ Thiên Thần Bồ Tát đem tất cả Pháp quy nạp thành 100 loại. Trong 100 loại này bao gồm cả hư không. Hư không cũng là một pháp. Pháp giới, cõi nước. Cõi nước tức là ngày nay chúng ta gọi là thiên thể, trong vũ trụ trụ, hoặc chúng ta gọi là tinh hệ. Có đại tinh hệ, có tiểu tinh hệ, vô lượng vô biên. Trong vô số tinh hệ đó lại có vô lượng vô biên chúng sanh đang cư ngụ ở trong đó. Như địa cầu này cũng thuộc về một tinh hệ. Trong địa cầu có rất nhiều chúng sanh đang sinh sống trong quả đất này. Những hiện tượng này đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên tánh thức là năng hiện năng biến, tất cả pháp là sở hiện sở biến. Năng sở là một không phải hai. Đây là thật tướng của vũ trụ. Trong kinh Phật gọi là chư pháp thật tướng. Pháp thân là bản thể của thật tướng, gọi là pháp thân. Tiếp theo là tu di quang Phật, quang minh biến chiếu, phổ ứng quần cơ, là ứng hóa thân. Chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Giữa Phật và tất cả chúng sanh có mối quan hệ mật thiết. Là mối quan hệ gì? Quan hệ là quan. Người hiện nay gọi là gì? Là làn sóng. Cái nghĩa này rất hay. Đức thật là làn sóng của Như Lai và làn sóng tư tưởng của chúng ta có mối quan hệ mật thiết. Sống của Như Lai là bình lặng,
cho nên gọi là quan. Tư tưởng của chúng ta không thể gọi là quan mà gọi là sống. Tại vì sao? Vì là dâng lên hạ xuống cao thấp. Còn Phật là bình lặng giống như là nước vậy. Nước của Phật là phẳng lặng, còn nước của chúng ta là có làn sóng, gió lớn sóng lớn. Nhưng nước phẳng lặng và làn sóng là vĩnh viễn nói tiếp với nhau. Niệm niệm cảm ứng đạo giao, không thể nghĩ bàn. Đây là ứng hóa thân. Pháp, báo và ứng hóa đều là huệ, là trí huệ bát nhã của tự tánh. Nhất thể tam thân, sở cầu sở chứng, tức là báo thân, pháp thân và ứng hóa thân. Một tức là ba, ba tức là một. Những người học Phật chúng ta đều mong cầu, tức là muốn chứng được viên mãn ba thân này, viên ngộ, tức là viên mãn ngộ nhập. Bây giờ thời gian đã đến, ở đoạn sau hãy còn một vị Phật, đến giờ sau chúng tôi sẽ tiếp tục giảng.